Tuyến đường sắt đầu tiên tại Nhật Bản được đưa vào hoạt động vào năm 1872. Cho đến nay, phần đông người Nhật sử dụng phương tiện này cho việc di chuyển hàng ngày. Bên cạnh đó, ở Nhật còn có rất nhiều các tuyến tàu điện phục vụ cho mục đích du lịch, từ tàu ngoạn cảnh với cửa sổ lớn tới những tàu chất đầy những món đồ chơi hay có bồn ngâm chân nước nóng. Hãy cùng Kilala trải nghiệm 5 chuyến tàu vui vẻ cực kỳ đặc biệt tại Nhật thông qua video này nhé! Resort Shirakami, tàu nghỉ dưỡng ngắm biển khơi. Resort Shirakami là một trong những chuyến tiên phong của đoàn tàu vui vẻ bắt đầu từ năm 1997. Chạy dọc theo bờ biển, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh tuyệt đẹp và chiêm ngưỡng vùng núi Shirakami Sanji, được xem là di sản thiên nhiên thế giới. Resort Shirakami sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái với chỗ ngồi rộng rãi cùng cửa sổ lớn để bạn tha hồ sống ảo. Toreyu Tsubasa, thư giãn với bồn ngâm chân. Chạy trên tuyến Shinkansen Yamagata, đây là một chuyến tàu rất đặc biệt, mang đậm nét truyền thống. Nội thất tàu được đầu tư cao cấp với ghế ngồi rộng, chỗ ngồi lót chiếu tatami cùng quầy bar với rượu sake, rượu van và nước trái cây được ủ tại địa phương. Điều thú vị của Toreyu Tsubasa là khoang tàu được thiết kế với hồ ngâm chân để bạn có thể thư giãn trong lúc ngắm nhìn phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ. Pokemon With You, tàu Pokemon vui nhộn. Tàu Pokemon With You ra mắt vào năm 2017 với mục đích là mang lại nụ cười cho trẻ em trong khu vực Tohoku đã bị tàn phá bởi trận động đất và sóng thần năm 2011. Chuyến tàu được tạo hình giống như một chú Pikachu khổng lồ, chỉ với hai khoang, một khoang dành để ngồi và khoang còn lại là khu vui chơi miễn phí cho hành khách. Trên chuyến tàu, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy các họa tiết Pikachu và Pokemon vô cùng dễ thương, trải khắp từ phòng vui chơi, ô cửa kính, trên góc ghế và cả lối dẫn hành lang. Chuyến tàu thú vị này chắc chắn sẽ đem đến cho gia đình bạn những nụ cười vui vẻ. Tohoku Emotion, tàu kim nhà hàng cao cấp. Tohoku Emotion được lấy cảm hứng thiết kế như một nhà hàng đẳng cấp sang trọng. Du khách có thể thưởng thức thực đơn được chế biến từ các nguyên liệu địa phương phong phú, trong khi vừa ngắm nhìn cảnh biển Sanriku. Chuyến tàu đi từ Hachinohe đến Kuji phục vụ bữa trưa 4 món được chế biến từ những thực phẩm có sẵn tại Tohoku. Chuyến xe chiều sẽ phục vụ một set món ăn mặn cố định và một buffet món ngọt. Tàu gồm 3 khoang, khoang có buồng riêng tư, thích hợp cho các nhóm nhỏ. Khoang bếp mở để bạn có thể xem trực tiếp đầu bếp chuẩn bị những bữa ăn đẳng cấp. Nhưng tuyệt nhất, hãy chọn cho mình một chỗ ngồi tại khoang ăn uống để thưởng thức những bữa ăn và ngắm nhìn bờ biển tuyệt đẹp qua ô cửa sổ nhé! Genbi Shinkansen, bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ. Trên chuyến tàu Genbi Shinkansen, bạn sẽ được trải nghiệm nghệ thuật nhanh nhất thế giới. Bởi cả chuyến tàu là một bảo tàng nghệ thuật thu nhỏ, gồm nhiều tác phẩm từ những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Nhật Bản. Ngoài ra, tàu còn có một quán cà phê phục vụ Chibame Coffee, một loại đồ uống phổ biến từ Chibame Sanzo. Vừa thưởng thức một tách cà phê, nhâm nhi một miếng bánh ngọt và cảm nhận những tác phẩm nghệ thuật đương đại. Nếu đi với trẻ em, tàu cũng có một phòng để các bé có thể vui chơi và tương tác với một số tác phẩm nghệ thuật. Hầu hết các chuyến tàu Joyful chỉ chạy vào cuối tuần, vì vậy hãy nhớ kiểm tra lịch trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi của bạn. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về các chuyến tàu vui vẻ khác, hãy ấn vào bài viết của Kilala tại link bên dưới nhé!